Kính chào quý vị và các bạn. Chuyên mục xây dựng thủ đô và đất nước tuần này bao gồm những nội dung chính sau. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với mục tiêu đổi mới để phát triển. Vấn đề nâng cấp sửa chữa các hầm bộ hành trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đổi mới công tác đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ. Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu thực tế đặt ra, ngành đường sắt quyết tâm đổi mới để phát triển. Điều đó đang được cán bộ công nhân viên chức lao động thể hiện bằng những hành động cụ thể. Qua ghi nhận bước đầu, hình ảnh bộ mặt nhà ga và con tàu đã có hướng thay đổi cơ bản, được dư luận nhân dân đánh giá cao. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Sau một thời gian thực hiện đổi mới toàn diện, đến nay đường sắt Việt Nam đã tạo nên những chuyển biến bước đầu khá tích cực, mà ở đó là phát huy tốt những thế mạnh và thay đổi triệt để những mặt hạn chế còn tồn tại trước đây của ngành đường sắt, tất cả với mục tiêu là mang đến cho người dân một chất lượng dịch vụ vận tải ngày càng tốt hơn. Với phương châm an toàn, thuận tiện, thân thiện, đúng giờ, hiệu quả và phong trào thi đua văn hóa ứng xử 4 xin, 4 luôn hiện không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã được cụ thể hóa bằng hành động của mỗi cán bộ công nhân viên. Ban đầu thì khi đưa ra các cái tiêu chí 4 xin 4 luôn, đưa ra các cái tiêu chí phải đổi mới để hướng vào hành khách, chúng tôi xác định hành khách là trung tâm, phải quan tâm hành khách, biết khách mong muốn gì để mà phục vụ. Do vậy là những cái đấy thì cán bộ nguyên đang có cái thói quen làm việc như trước đây của chúng tôi thì cảm thấy áp lực. Nhưng qua một thời gian khi trao đổi chuyện trò từng bộ phận, những người có trách nhiệm nói chuyện để làm sao biến cái khẩu hiệu đấy thành hành động, mà thấy đó là cái việc thông thường bình thường thôi. Mình làm việc tốt với khách, thực hiện tốt cái 4 xin 4 luôn với hành khách thì trong gia đình, cuộc sống hàng ngày mình cũng đơn giản, dễ dàng, không gì khó khăn cả. Cho nên khi xác định được đó là cái tư tưởng, đó là cái phương châm hành động thì mọi người thấy đấy là cái việc bình thường mà bây giờ là vui vẻ để thực hiện. Thế nhưng mà để duy trì được lâu, để tốt thì cái việc mà quan tâm đến đời sống, tinh thần cũng như vật chất của cán bộ công nhân viên từng vị trí một cũng là điều rất là quan trọng, là cái mà chúng tôi cũng hướng tới và cũng phải là quan tâm để làm sao duy trì mãi thường xuyên và càng ngày càng phát triển hơn trong cái công tác phục vụ hành khách. Tại các ga trên mạng đường sắt có thể thấy rõ những thay đổi trong chất lượng phục vụ, đó là sự hài lòng của hành khách khi tới đây. Tất nhiên, trong một khoảng thời gian ngắn, có thể chưa đánh giá được đầy đủ, nhưng theo phản ánh của nhiều hành khách, việc mua vé tàu đã dễ dàng. Đặc biệt là cách giao tiếp của nhân viên bán vé, trong đó tư vấn rõ ràng hơn cho hành khách để mua được tấm vé tàu phù hợp nhất. Ngoài ra, công tác bán vé đã được sắp xếp khoa học thuận tiện hơn, xây dựng hệ thống bán vé điện tử để người dân có thể dễ dàng mua vé tàu và cập nhật thông tin về hành trình tàu mọi lúc mọi nơi, hay bãi bỏ việc bán vé đón tiễn. Ngay trong tháng 8 vừa qua, hai cây cao đầu tiên tại ga Sài Gòn và ga Hà Nội mới được đưa vào sử dụng, giúp cho hành khách lên xuống tàu nhẹ nhàng, thuận tiện và an toàn hơn so với trước. Phải cái là đã là rất nhiều, chuyển biến nhiều lắm, rất nhiều. Từ cách là phục vụ đường sắt từ thế là trước đây là 50 mấy tiếng, bây giờ xuống còn thì là 30 mấy tiếng, 20 mấy tiếng, rất là nhanh. Mong rằng sẽ cải tiến hơn nữa. Năm ngoái tôi cũng đi vào dịp này, tôi thấy là năm nay là làm nhanh hơn, mọi thủ tục là diễn ra rất là nhanh, mà cái việc lấy số thứ tự rồi vào là phục vụ rất là nhanh. Như tôi cảm nhận ấy thì tôi thấy là nếu mà đi được bằng đường sắt thì thấy là rất là an toàn. Chứ còn nếu như mà đi bằng ô tô ấy, đi xe giường nằm thì cũng thế thôi, nhưng mà mình cứ lo sợ. Nếu mà đường sắt mà phục vụ tốt thì tôi nghĩ là về tương lai chắc là sẽ rất là thuận lợi cho khách đi lại. Theo chủ trương chỉ đạo của tổng công ty, các ga đã khẩn trương quán triệt trong cán bộ công nhân viên, tiến hành sắp xếp lại mặt bằng, lắp đặt thêm các bảng thông tin điện tử, biển hướng dẫn, chú trọng thường xuyên công tác vệ sinh môi trường trong khu vực ga. Trên thực tế, tuy gặp nhiều khó khăn, nhất là trong hoàn cảnh ngành chủ trương bỏ bán vé đón tiễn và kiểm soát vé vào ga, cán bộ công nhân viên đã cụ thể hóa tiêu chí 4 luôn 4 xin, tạo dựng hình ảnh mới, thân thiện, gần gũi hơn về ngành đường sắt đối với hành khách. Kết quả, vận tải hè năm 2014 vừa qua đã phản ánh một cách rõ nét về quyết tâm đổi mới mạnh mẽ của toàn ngành, mà ở đó đã chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ làm vận tải, chấn chỉnh các đại lý bán vé với những giải pháp hiệu quả, nâng cao chất lượng phục vụ và chống các biểu hiện tiêu cực trên tàu dưới ga. Ngoài ra, tổng công ty cũng đã chỉ đạo mạnh mẽ đổi mới công tác bán vé, giá vé theo sát thị trường, hướng tới khách hàng nhằm thu hút, nâng cao sản lượng hành khách.
đồng thời thực hiện công tác bán vé sớm, giao quyền để các công ty vận tải chủ động, linh hoạt trong cắt chặng bán vé, giảm giá vé cho học sinh đi thi đại học, cao đẳng và nhập học, giảm phí trả vé từ 30% xuống còn 10%, hay điều chỉnh quy định để hành khách có thể đổi vé mà không phải trả phí, không bán ghế phụ để nâng cao chất lượng phục vụ hành khách. Đáng lưu ý, đối với các đội tàu thống nhất chạy trong thời gian từ ngày 4 tháng 9 năm 2014 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2014, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã dành 20% số chỗ cố định trên các đoàn tàu để bán vé khuyến mại, áp dụng cho hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 60 ngày trở lên được giảm 50% giá vé. Hành khách mua vé trước ngày đi tàu từ 30 đến 59 ngày được giảm 30% giá vé. Nhận thức của mỗi cán bộ công nhân viên phải dần dần thay đổi cái tư duy. Đó là một trong những cái mà phục vụ cho người dân, phục vụ cho hành khách đó như mình. Không phải như hồi xưa là phải cửa quyền, phải độc quyền, rồi phải xin cho. Đây là một trong cái là đường sắt với lại hành khách là kinh doanh. Mà kinh doanh thì phải sòng phẳng, phải bình đẳng. Chính vì vậy, cái việc đổi mới là việc đương nhiên để mình tồn tại hay không tồn tại. Nếu mình chấp nhận tồn tại để kinh doanh có hiệu quả thì buộc mình phải đổi mới để thay đổi tư duy để phục vụ cho người dân, phục vụ cho hành khách càng ngày càng tốt hơn. Với phương châm đổi mới để phát triển, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã và đang tập trung vào xây dựng chuẩn hóa đội ngũ nhân viên phục vụ trên tàu. Tác nghiệp của các chức danh trên tàu được các đơn vị quan tâm triệt để, chú ý thay đổi từ những việc nhỏ nhất như đón tiếp, hướng dẫn hành khách lên tàu, thường xuyên lau dọn, vệ sinh toa xe trên hành trình, bảo đảm chăn ga, gối sạch sẽ phục vụ khách. Chính mỗi nhân viên phục vụ trên tàu dưới ga đều nhận thức về trách nhiệm công việc của mình, luôn thể hiện văn hóa ứng xử, đem đến sự hài lòng nhất đối với hành khách trong từng chuyến đi. Tôi là phải tự đổi mới mình và học hỏi và qua ở cơ quan thì cũng cho đi học qua các trường lớp, như là cũng được học qua cái kỹ năng giao tiếp của trường hàng không đào tạo, thì để phục vụ hành khách, cho hành khách được nhiều cái tinh thần và cái hài lòng hơn. Trong toàn ngành đường sắt, chúng tôi đang thực hiện cái phương châm 4 xin 4 luôn, là 4 xin là xin chào, xin phép, xin lỗi, xin cảm ơn. Và 4 luôn là luôn luôn mỉm cười, luôn luôn nhẹ nhàng, luôn luôn thấu hiểu và luôn luôn giúp đỡ. Thì theo chúng tôi cảm nhận thấy rằng đây không phải là sức ép, mà chúng tôi phải thực sự là thay đổi để quyết tâm bảo vệ cho cái ngành đường sắt này, để cho hành khách càng tin tưởng vào ngành đường sắt. Và thực ra phát triển ngành đường sắt như thế này thì cũng là bảo vệ cho tương lai của chúng tôi. Ngoài việc tập huấn trang bị thêm kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị còn tổ chức ký cam kết đảm bảo thực hiện tốt những nội quy, quy chế đề ra với những khung hình thức xử lý kỷ luật cụ thể, chống các biểu hiện tiêu cực. Với những phương án rất chi tiết, nhân lực được tăng cường cùng công tác kiểm tra, đôn đốc được thực hiện giáo diết hơn, đặc biệt là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động song hành, đang là một trong những yếu tố thúc đẩy chất lượng phục vụ hành khách sẽ ngày một tốt hơn. Nhiều tiêu chí trong công tác nâng cao chất lượng phục vụ đã được các tổ tàu triển khai thực hiện một cách tự giác, có bài bản và mang tính bền vững. Ngoài ra, các suất ăn trên tàu được chuẩn bị chu đáo, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp khẩu vị với từng đối tượng hành khách. Bên cạnh đó, các dụng cụ, khay ăn cũng được trang bị mới, sạch sẽ, hợp vệ sinh. Qua những lớp học kỹ năng giao tiếp khách hàng thì chúng tôi sẽ tiếp xúc với hành khách ở mỗi góc độ là đổi mới hơn, tạo cho hành khách cái niềm tin bởi cái đội ngũ phục vụ mang tính chuyên nghiệp và chính quy. Bên cạnh đó thì công tác vệ sinh thì được chúng tôi là quan tâm một cách là cẩn thận hơn, với phương châm là dơ đâu làm đó. Thì hành khách sẽ đi trên một chuyến tàu trong suốt hành trình sống trong một cái môi trường hết sức là trong sạch, thân thiện. Với những bước chuyển biến tích cực của nhà ga, con tàu trong thời gian qua là kết quả phản ánh sự quyết tâm ngành đường sắt Việt Nam đang đổi mới một cách quyết liệt, toàn diện và được thể hiện từ tư duy đến hành động, từ những việc làm nhỏ nhất.
Rõ ràng, hình ảnh ngành đường sắt đang được cải thiện, đó là khi bước vào nhà ga, lên tàu, hành khách đã có thể cảm nhận được tính thân thiện của nhân viên nhà tàu và sự thoải mái, sạch sẽ của phương tiện. Tới đây, trên các đoàn tàu cũng sẽ được cải tạo lắp đặt các trang bị tiện nghi như Wi-Fi miễn phí, cửa chia gió điều hòa, tiến tới lắp đặt các trang thiết bị vệ sinh hiện đại để đảm bảo môi trường. Bên cạnh đó, kể từ đầu tháng 9, giờ tàu thống nhất đã được thay đổi sừng đỗ thêm các ga nhằm hướng tới đáp ứng nhiều đối tượng người dân hơn, giá vé cũng được điều chỉnh phù hợp, phục vụ cho nhiều đối tượng người dân. Những hành động thiết thực ấy là nhằm tạo ra thay đổi về chất lượng dịch vụ, phục vụ hành khách. Đặc biệt đến thời điểm này, đa số người dân đã cảm nhận được chuyển biến tích cực ấy, đó là sự đổi mới từng ngày vì lợi ích của hành khách đi tàu và xã hội. Về các mặt nói chung là cũng thế là cải thiện rất là nhiều, nói chung là cũng như mình cụ thể như này cái ăn uống vệ sinh rồi này, nói chung là cái dịch vụ phục vụ trên tàu đều là tốt cả. Thường xuyên tôi đi tàu thì tôi cảm thấy là sự đổi mới của tàu là càng ngày càng thấy cảm thấy rõ rệt và thái độ phục vụ của nhân viên rất là tốt, rồi về độ an toàn và cái thời gian cũng như là cái quy cách phục vụ của tàu là càng ngày càng đổi mới. Mới đây nhất, tập đoàn FPT cũng đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống bán vé điện tử cho Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Dự án này sẽ được triển khai trong 7 năm. Dự án này chia làm 3 giai đoạn với tổng đầu tư 197 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 1 là xây dựng, lắp đặt hệ thống kéo dài 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Giai đoạn 2 sẽ cung cấp hệ thống bán vé điện tử qua website tuyến đường sắt thống nhất trong một năm, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11. Giai đoạn 3 sẽ cung cấp hệ thống bán vé điện tử hoàn chỉnh, bắt đầu từ ngày 21 tháng 11 năm 2015 với thời hạn 6 năm, áp dụng tại tất cả các ga thuộc đường sắt quốc gia. Khi dự án đi vào vận hành, người dân có thể dễ dàng mua vé tàu và cập nhật thông tin về hành trình tàu mọi lúc, mọi nơi thông qua nhiều kênh thông tin như tin nhắn, ứng dụng điện thoại thông minh, email, hệ thống bảng điện tử tại sân ga, trên tàu. Người dân cũng có thể sử dụng các loại thẻ thanh toán trong nước, quốc tế để mua vé. Đây có thể coi là bước ngoặt quan trọng giúp ngành đường sắt lấy lại vị thế trong hệ thống giao thông vận tải quốc gia. Để đổi mới hình ảnh của đường sắt Việt Nam thì chúng ta phải thường xuyên liên tục. Đã. Thứ nhất là nâng cao chất lượng phục vụ, đây có chất lượng con người, chất lượng phương tiện thiết bị. Chất lượng của con người phục vụ là cái gì? Nói thì rất dễ, nhưng thực ra nó là từ những hành vi, từng cái hành động, từng cái cử chỉ, từng tấm lòng của từng người công nhân viên lao động thì liên tục phải rà soát bằng các quy trình và chăm chút từng cái việc nhỏ nhất, và trách nhiệm là trách nhiệm của cả ngành. Và chúng tôi đang có chương trình đầu tư 2 đoàn tàu mới bằng công nghệ hiện đại thế giới, trên cơ sở đó để trước mắt là thay đổi ngành nhưng cũng là để chuyển giao công nghệ là cho các đơn vị cơ khí của đường sắt tiếp tục lấy cái công nghệ đó để đóng mới những đoàn tàu, thay đổi các cái công nghệ, bởi vì chúng ta dùng cái công nghệ nó có 40 năm rồi, thì chúng ta đúng chưa đang có những bước đi như thế và xây dựng những lộ trình và đẩy nhanh cái đó lên để đấy, thay đổi từ con người này, chất lượng từ con người này, chất lượng từ phương tiện thiết bị này, chất lượng từ những cái chi tiết nhỏ nhất đối với cái phải sự đồng lòng nhất trí và sự đồng thuận, sự chăm chút trở thành ý thức của tất cả cán bộ nhân viên ngành đường sắt. Qua thực tế cho thấy, sự thay đổi hôm nay của đường sắt Việt Nam đang triển khai mang tính đồng bộ quyết liệt, thay đổi từ nhận thức và hành động của mỗi cán bộ công nhân viên chức lao động. Trong đó có các giải pháp trọng tâm như quan tâm đến chất lượng con người, trên cơ sở tiếp tục thực hiện triệt để đề án tái cơ cấu tổng công ty, tập trung nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo định hướng khách hàng, đảm bảo kinh doanh có lãi, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới, trước mắt là khâu bán hàng, điều hành chạy tàu, quản lý vận dụng toa xe, công tác bảo dưỡng, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt và ưu tiên đầu tư tăng cường năng lực thông qua trên các khu đoạn hạn chế. Sự đổi mới đang được thể hiện từ những điều nhỏ nhất và bắt đầu tạo nên hiệu ứng tích cực. Đây chính là cơ sở tạo tiền đề để ngành đường sắt từng bước thực hiện quá trình phát triển bền vững, xây dựng hình ảnh mới về con tàu Việt Nam.